Như vậy là để có được một con chim cú gáy theo đúng như ý mình mong muốn thì quả thật là cũng không phải dễ. Thì cái kênh chim cú gáy hay này sẽ giúp cho những người ai mà muốn tìm cho mình một con chim cú gáy ưng ý, giọng còi 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 chuông hay là hoa thổ hay là thổ đặc hay là kim hay là cái nối, làm sao mà con chim nó có nhiều lối rất là hay, hoặc là chim bẫy thì cái kênh chim cú gáy hay ở trên YouTube này của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn tìm được cái con chim mà các bạn mong muốn. Chúng tôi hứa sẽ chuyển hàng đúng chất lượng theo như giao dịch qua điện thoại và cũng có trách nhiệm tư vấn kỹ thuật cũng như là hướng dẫn thêm những người mới chơi. Và cái việc những ai mà đã giao dịch với vườn chim chúng tôi thì cũng nên comment, nên có những ý kiến trên kênh, trên website để cho mọi người đều biết là chúng tôi làm ăn lấy chữ tín hàng đầu và rất quý trọng những người yêu con chim cú gáy. Một lần nữa, quý vị các bạn hãy để có dịp hãy đến thăm vườn chim của chúng tôi tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, gần khu du lịch Khoang Xanh, Suối Tiên trên Ba Vì. Và cái số điện thoại để các bạn tiện tư vấn, trao đổi cũng như mua bán là 01635305982. Các bạn search Zalo bằng cái số trên. Còn Facebook thì các bạn search chim cú gáy hay, và cái YouTube các bạn cũng search chim cú gáy hay. Và số tài khoản thì các bạn tiện giao dịch là Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Nông thôn chi nhánh Ba Vì là 22102051561. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.